Đó án ngày hôm nay sẽ thuộc lĩnh vực phát triển nhận thức đề tài của chúng ta hôm nay là chắc ghép các hình hình học tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu và đây là một đề tài có rất là nhiều những cái nội dung sáng tạo và khi mà các cô tiến hành những cái nội dung này thì cái việc mà phát triển trí tưởng tượng và sự sáng tạo của trẻ nó rất là dễ à, Tuy nhiên thì bởi vì thuộc lĩnh vực phát triển nhận thức và à, bộ môn toán cho nên là khi mà các cô tiến hành ấy, nó vẫn bị à, mang cái tính chất gọi là tư duy logic và chúng ta hay còn bị dập khuôn máy móc và chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái việc làm như thế nào để sử dụng những, những cái hình hình học có sẵn để chúng ta có thể cho trẻ chắc ghép tạo ra những cái hình mới à, thì cái hình mới ở đây thì chúng ta sẽ không cứ là một cái hình hình học mới mà có thể là những cái hình dạng mới à, chúng ta hoàn toàn có thể chắc ghép được ra những cái hình như là hình oval hay là những cái hình liên quan đến như là bát giác, lục giác chẳng hạn như vậy. À, tuy nhiên thì mình thấy hiếm các cô giáo tổ chức và tiến hành các cái hoạt động này để tạo ra những cái hình mới kiểu như vậy. À, thì về phần kiến thức thì cô giáo xác định như sau, trẻ biết tên các hình hình học này, à, rồi biết chắp ghép các hình hình học tạo ra hình mới này, biết ghép để tạo ra các phương tiện giao thông ô tô tải thì đây là một trong những nội dung sáng tạo. Và cái yếu tố khoa học ở đây là gì? Là tên gọi đặc điểm và tính chất của các hình hình học, ví dụ như là lăn được hay không lăn được, các cạnh như thế nào đó chẳng hạn như vậy và chúng ta sẽ thấy cái yếu tố kỹ thuật ở đây đã được đề ra ở phía dưới này kể cả cô giáo không soạn theo tim um, thì cô Hiền cũng nhìn thấy các yếu tố liên quan đến khoa học và kỹ thuật ở đây à, chúng ta sẽ thấy là luyện các cái kỹ năng để chúng ta có thể sắp xếp này tính quy trình này cái sự kết hợp hài hòa giữa các hình đó là cái tính kỹ thuật Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các cái đồ dùng, các cái công cụ, dụng cụ để chúng ta có thể tiến hành cái việc mà chấp ghép các hình hình học này. Nghĩa là chúng ta đã sử dụng công nghệ. Và đặc biệt là chúng ta cũng có thể sử dụng hình ảnh, sử dụng các cái hình có thật, thật ở trong cuộc sống để trẻ có thể liên tưởng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy có yếu tố nghệ thuật, đó là cái trí tưởng tượng và sáng tạo của trẻ. À, đồng thời ở đây chúng ta sẽ thấy là trẻ sẽ sử dụng các cái kỹ năng toán học như nhận biết hình dạng để tạo ra những hình mới rồi những hình trong có trong thực tế chẳng hạn như vậy cái cái sự hình dung và tưởng tượng của trẻ sẽ rất là rõ về phần chuẩn bị thì cô chuẩn bị như sau đồ dùng của cô và đồ dùng của trẻ à, tuy nhiên thì cũng giống như các cô giáo khác thì cô giáo này cũng không đề ra được cái tính kinh nghiệm của trẻ khi mà trẻ đã được tích lũy các cái kinh nghiệm liên quan đến các hình hình học và cái sự ứng dụng các hình hình học trong cuộc sống thì chính vì như vậy khi mà chúng ta tiến hành từ một hoạt động toán học bình thường trở thành hoạt động steam thì chúng ta sẽ cần phải cung cấp có nghĩa là chúng ta sẽ phải đưa ra cái phần chuẩn bị là trước đó trẻ đã được làm quen với các hình này rồi mở rộng ra những cái hình khác những cái hình mà không phải là chỉ nguyên là hình vuông hình tròn hình tam giác hình chữ nhật trẻ đã có thể gọi tên những hình khác ví dụ như là hình van, hình lục giác hình bát giác chẳng hạn như vậy thì đó là cái cách để chúng ta có thể cung cấp cho trẻ những biểu tượng mới để khi mà trẻ tham gia vào cái hoạt động sáng tạo này thì trẻ sẽ có nhiều cái cách để hoạt động hơn à, về phần tiến hành thì các cô thấy ở đây cô giáo tiến hành cũng khá là là sáng tạo đúng không ạ? À, cho trẻ vận động bài hát hello vỗ tay đi. Sau đó cùng hỏi trẻ xem là cảm thấy như thế nào và dẫn dắt để chuyển vào cái hoạt động. Thì cái phần này chúng ta cũng có thể coi đó là phần gì ạ? Đặt vấn đề đúng không ạ? Vì hôm nay chúng ta đang tiến hành là uh, tạo ra các hình học mới có nghĩa đó là quy trình sáng tạo chúng ta sẽ tiến hành theo quy trình EDP thì câu cái này có thể là đặt vấn đề hoặc là hỏi là sẽ dễ nhất. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến phần ở đây cô giáo ghi là hoạt động 2 phát triển bài nhưng cô Hiền sẽ coi như đó là gì ạ? À, đó là bước gì ạ? Tưởng tượng. Và cái phần tưởng tượng này thì các cô thấy rồi ạ. À, phần tưởng tượng này thì chúng ta sẽ cho trẻ uh, nghiên cứu những cái tính chất của các cái hình cũ, ấy. trẻ sẽ quan sát và sẽ hình dung xem là à với các cái hình này thì chúng ta sẽ tạo được ra những cái hình gì mới, trẻ sẽ được chia nhóm về các nhóm sau đó thì bàn bạc. Thì cô giáo lại có tổ chức một vài những cái trò chơi ấy thì uh, theo mình thì những cái câu đố này này những cái câu đố này này uh, các cô có thể để sang cái phần mà trẻ lập kế hoạch ấy. hoặc là ví dụ như trẻ um, áp dụng sáng tạo chẳng hạn như vậy thì sau khi mà trẻ về các cái nhóm để khám phá các hình xong nhé thì, thì cô sẽ cho trẻ lập kế hoạch thì cái một cái một vài cái câu đố để cho trẻ có thể ôn lại các hình cũng được sau đó thì trẻ sẽ sẽ có một cái dự kiến là từng nhóm một lên sẽ nói rằng là tôi sẽ làm uh, như thế, tạo ra những cái hình học như thế nào thì chúng ta sẽ có cái phần giải thích này đúng không ạ uh, đấy phần giải thích này uh, tiếp theo nữa thì sau khi mà trẻ giải thích xong thì trẻ sẽ trẻ sẽ sáng tạo sáng tạo là trẻ sẽ chia về nhóm và sẽ tạo ra những hình mới và sau khi trẻ sáng tạo xong ấy, thì uh, trẻ sẽ có một cái đánh giá là uh, con đã làm những cái hình như thế nào lý do vì sao con lại chắp ghép như vậy cái hình đó nó có trong thực tế ra làm sao thì các cô sẽ hình dung ở đây nó có một cái nội dung mà cô hiền rất thích đó là trò chơi vũ điệu hóa đá thì đây cũng có thể coi là một trò chơi chuyển tiếp hoặc là các cô cũng có thể cho bé uh, tổ chức vào cuối cái buổi ngày hôm nay để trẻ có thể hình dung ra là cái cách cách để sử dụng các cái hình dạng ở các cái vị trí khác nhau Thế còn cái trò chơi bé ghép hình này là một trò chơi sao tạo sao chép thì đối với một hoạt động sáng tạo thì chúng ta cũng hạn chế sử dụng. Và sau khi mà trẻ đã tạo ra những hình như là ô tô, tàu hỏa rồi uh, những cái hình bán nguyệt để tạo ra dù này rồi thuyền buồm chẳng hạn như vậy thì chúng ta sẽ đến cái phần là đánh giá hay còn gọi là cải tiến. Đánh giá cải tiến rồi có thể là chỉnh sửa cái tác tác phẩm đó thì trẻ cũng sẽ trao đổi rằng là con đã làm như thế nào và đây là những cái sản phẩm gì con mong muốn sửa đổi ra làm sao. Và trong thực tế thì về con cũng sẽ sử dụng cái cách các cái hình hình học này để có thể tạo ra những bức tranh này để có thể trang trí các khung hình chẳng hạn như vậy. Thì cái phần áp dụng này này, khi mà chúng ta cho trẻ uh, hỏi trẻ về cái gì thì trẻ sẽ tưởng tượng khám phá về cái đó, trẻ sẽ được gì ạ? À, lập kế hoạch để làm cái nội dung đó và cuối cùng là trẻ sẽ đánh giá và cải tiến cái nội dung đó thì uh, đây cũng là một cách để chúng ta có thể tiến hành một hoạt động uh, chắc phép các hình hình học theo, tạo thành hình mới hay hơn hoặc là cô hoàn toàn có thể để nguyên cái hoạt động như thế này thì cô cứ mình thấy cái cách cô tiến hành như sau đó là gì ạ trẻ được trải nghiệm trước với các hình sau đó thì trẻ mới làm theo mẫu của cô đó cũng là một trong những cái cách đã lấy trẻ làm trung tâm rồi. Tuy nhiên thì cái phần mà làm mẫu của cô ấy thì cô gắng cô cố gắng là uh, cái việc làm theo mẫu nó hạn chế thôi. Những cái bài tập sao chép đối với các cái hoạt động sáng tạo như này, các cô có thể uh, không tổ chức chỉ tổ chức những cái hoạt động mang tính là à với những cái hình này thì các con có thể tạo ra những cái hình gì chẳng hạn như vậy. Nghĩa là để tạo cái sự tưởng tượng cái sức tưởng tượng và sáng tạo của trẻ và chúc cô có một hoạt động thành công. Hy vọng rằng những cái gợi ý của mình có thể hỗ trợ được cho cô để cô tổ chức cái hoạt động này để cho trẻ có nhiều trải nghiệm hơn ở trong lớp học của cô. Xin chào và hẹn gặp lại cô.